Cái video mình nói về vấn đề Hằng Kali và Nhật Uber đó thì Hằng Kali cũng bức xúc trong cái video cuối của Hằng Kali á. Trước đó thì Hằng Kali nói sao? Nói rằng là tôi cảm thấy rất là đau lòng, nó cắn tôi, nó cắn tôi rất là đau, đau còn hơn là tôi bị em Cường trong thời gian vừa qua và anh Mía, nó đau còn hơn cái trường hợp của em Cường và anh Mía luôn. Và cái trường hợp của anh Nhật Uber nè, nó cắn tôi rất là đau. Thì trường hợp này nó cắn tôi rất là đau luôn đó. Vấn đề của anh Nhật Uber lại Hằng Kali và Mạnh Thường Quân á, thì khi mà Hằng Kali đứng ra làm một cái người trung gian, mình sẽ lấy cái tín nhiệm của Hằng Kali á. Thì những người Mạnh Thường Quân mới thấy Hằng Kali là một YouTuber rất là nổi tiếng, có nhiều khán giả xem trên kênh và cô ta cũng kiếm được rất là nhiều tiền. Cho nên những người Mạnh Thường Quân thấy như vậy, nói ok, bây giờ tôi thấy Hằng Kali là một người tín nhiệm, là một người cô sai, đứng ra để lãnh trách nhiệm cho anh Nhật Uber để mượn tiền. Cho nên bây giờ là Mạnh Thường Quân đổ tiền vô cho anh Nhật Uber mượn. Thì nhưng mà trường hợp này á, thì giữa Hằng Kali với lại Mạnh Thường Quân và Nhật Uber là giữa trong ba người này á, thì họ không có một cái giấy tờ nào để chứng minh á. Tuy nhiên họ có những cái video clip đã nói trên cái mạng xã hội đó, thì đây là những cái bằng chứng là Hằng Kali là một người cô sai, lãnh trách nhiệm hết. Nếu mà Nhật Uber không có thể nào trả nổi á, thì Hằng Kali là một người lãnh trách nhiệm. Thì trên cộng đồng mạng người ta cũng nói rằng là Hằng Kali khôn 3 năm và dạy 1 ngày. Bây giờ tôi không có tìm được việc làm, giờ tính sao? Tôi không biết làm sao á. Bây giờ tôi không có việc làm nào nô nè. Nếu mà có việc làm thì ok, không có chuyện gì không có xảy ra, là chấm dứt ở đây là end nè, có chấm dứt không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tại vì Hằng Kali bêu rếu anh Nhật Uber, bêu rếu đó, anh Nhật Uber là bị cộng đồng mạng chỉ trích gì đó, rồi đi xin việc làm không có, rồi nô việc làm nào nô nè, thì nô mến thì không có thể nào trả cho tiền Mạnh Thường Quân nữa. Thì Mạnh Thường Quân này mới tức quá, cái nói chuyện với Hằng Kali nói chuyện qua nói chuyện lại vậy nè đó. Đó bây giờ tôi thằng kia nó không có làm được việc làm, Nhật Uber không có tiền học tiền việc làm sao trả tiền, và Hằng Kali cũng chắc có lẽ thời gian kế họ sẽ gây lộn nhau, và Hằng Kali sẽ gọi điện cho Nhật Uber và nói qua nói lại anh là người mượn tiền mà, nhưng mà tại sao Hằng Kali lại bêu rếu tôi trên cộng đồng mạng, bây giờ tôi không có việc làm, lấy tiền đâu ra trả cho Mạnh Thường Quân đó. Nó cứ đi vòng vòng vậy các bạn, không có tiền đi vòng vòng nè, cuối cùng là sao, ai lãnh trách nhiệm? Thật ra Hằng Kali sẽ mất tín nhiệm, mình làm YouTube á, mất tín nhiệm thì không có ai giúp mình nữa, có thể bị mất uy tín các bạn. Thì ở đây không có giấy tờ ký tên gì hết trơn, chỉ có qua những hình ảnh của video thôi. Good morning, good morning. Chị Lê xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của chị Lê. Bữa nay là sáng ngày thứ sáu, cũng là ngày cuối tuần các bạn. Thì video bữa nay chị Lê muốn chia sẻ cho các bạn, các quý vị, anh chị em một cái đề tài nói về vấn đề thứ nhất là cái Jenny, tức là bộ show Jenny với lại Phi Vũ á. Và cái điều thứ hai là chị Lê muốn chia sẻ là Hằng Kali và Nhật Uber, và cái yếu tố thứ ba là ai là kẻ vô ơn. Đó là ba cái điều mà chị Lê muốn chia sẻ bữa nay. Nhưng mà nếu mà chị Lê không có chia sẻ hết đó, thì chị Lê có thể tiếp tục vào cái video kế tiếp nói về vấn đề tình trạng của chị Jenny, bầu show Jenny và Phi Vũ ra sao. Thì qua một thời gian gần đây chị Lê cũng nghe và cũng xem vài một cái video của anh ba, anh Bắc Kali, anh ba Bắc Kali đó, với lại một số YouTuber khác cũng có livestream trực tiếp với lại chị Jenny bầu show. Thì theo những cái video đó thì chị Jenny cũng mới đi du lịch từ Việt Nam về, và chị ta vẫn còn rất là bức xúc. Và chị ta là hiện giờ là chị ta nói rằng là chị ta có được một số khán giả, một số YouTuber đã ủng hộ chị ta, và cái
cái việc làm kế tiếp là sao, thì chị ta cũng rất là vui mừng và nghe cái video của anh Ba Bắc Ly á, cũng nói về vấn đề cái vụ mà Phi Vũ thiếu nợ chị Jenny đó, thì qua cái video đó thì anh Ba Bắc Ly cũng có một cái ý kiến là mình phải điền vào cái đơn gọi là small claim court. Thì chị Jenny cũng cũng có đồng ý đó, nhưng mà chị nghe nói là chị Jenny cho Phi Vũ một cơ hội nữa là thứ hai tuần tới á, nếu mà Phi Vũ có xem được cái video đó thì Phi Vũ hãy trả lời. Nếu mà Phi Vũ cứ im lặng thì chị ta sẽ làm một cái công việc pháp lý để thư kiện Phi Vũ và ngay cả Hằng Kelly luôn. Lý do tại sao mình nói về Hằng Kelly, lý do là cái trong thời gian tháng tháng 12 năm ngoái bạn, thì chị bầu xô Jenny cũng uống nhầm cái thuốc bạc hà núi á, do Phi Vũ đưa cho chị ta uống, và cái ai đã giới thiệu cái bạc hà núi này để đưa cho Phi Vũ, và Phi Vũ đưa lại cho chị Jenny, thì cũng là chính tay của Hằng Kelly. Hằng Kelly cũng giới thiệu trên những cái video đó đó. Thì mình để mình nói là vấn đề nha, chị Jenny á cũng muốn làm theo ý kiến của anh Ba Bắc Kelly là điền vào một cái đơn gọi là small claim court. Hãy điền vào một cái đơn gọi là small claim court á, tức là mình muốn thư ai để lấy tiền lại các bạn. Nó tùy theo tiểu bang, thì theo mình nghiên cứu á, thì ở tiểu bang Cali á, thì nó có hai cái tình trạng. Thứ nhất là cái mức mà để mình thư kiện người ta lấy tiền lại á, nếu đối với lại cá nhân á, thì khoảng 10 ngàn, cao nhất là 10 ngàn thôi. Nhưng mà về vấn đề làm ăn á, thì rất là business á, thì khoảng 5 ngàn thôi các bạn. Đó là cái maximum mình có thể thư kiện để mình lấy tiền lại. Cho nên vấn đề mà chị Jenny muốn điền vào một cái đơn gọi là small claim court á, thì cái số tiền của chị Jenny muốn Phi Vũ bắt đền đó, hoặc là Hằng Kali bắt đền đó, về vấn đề cái mấy cái bill thuốc men trong bệnh viện các bạn, thì số tiền rất là cao, cho nên mình cảm thấy là nó không có phù hợp cho cái việc điền vào cái đơn small claim court để mình viết ra lại các bạn, để viết lên bản này. Ok, đây là thứ nhất mình nói về Jenny nha, bầu xô Jenny và Phi Vũ nè. Ok, thì small claim court đó bạn, thì yêu cô ta, thì theo mình nghĩ là small claim court đó, thì nó có lợi cho cái số tiền mà mình muốn thương cái kiện ai đó, cái số tiền thấp thì nó ok. Việc mà điền đơn chỉ có vài trăm đô thôi, mình có nghe anh Ba Bắc Cali chia sẻ lại, thì đây nè các bạn, cái limit của nó nè, limit đó là 10.000 đô, 10.000 đô nha, cho individual đó, 10.000 đô cho cá nhân nha, còn 5.000 đô là cho business. Năm ngàn đô cho business các bạn. Đó thì cái việc mà anh Ba Bắc Cali đưa ra đó, cái số tiền như là hơi lớn các bạn. Cho cái việc mà mình dùng cái form small claim court đó, thì số tiền này rất lớn. Thì đó. Cho nên theo chị Lê á, là nếu mình muốn kiện ai á, số tiền quá cái mức giới hạn này á, thì mình nên tìm luật sư để bào chữa, mình thư kiện người khác. Nhưng mà cái này là chỉ có ý kiến thôi nha, chứ chị Lê không có xúi ai để thư kiện người khác. Đó, thì đây là hai cái số tiền mà chị Lê nhìn thấy trên mạng xã hội đó, cho cá nhân đó, nếu mình điền vào cái đơn small claim court đó, cho cá nhân đó là khoảng trên nhất, cao nhất là 10.000 đô thôi, cho business đó, khoảng 5.000 đô. Đó là cái limit tại tiểu bang California các bạn. Nó còn những cái tiểu bang khác thì nó khác các bạn.
lúc trước đó, cách đây cũng khoảng 20 năm các bạn, Chile cũng có vẫn còn làm trong cái hãng điện đó, thì Chile cũng thấy một cái người làm chung hãng đó, trong chung văn phòng á, anh ta là người Do Thái cũng thư kiện ai không biết đó. Như là cái số tiền mà lên tới như là 3.000 đô là ok, 3.000 đô thôi, chứ cái thời điểm đó thì cái small claim court đó, thời điểm đó cái limit của nó chỉ khoảng 5.000 đô thôi bạn, cao lắm là 5.000 đô thôi cho cá nhân nha, và bây giờ bao nhiêu mình không biết, mà đối với Cali là 10.000 cho cá nhân, còn business khoảng 5.000 đô thôi. Đó, đó là tình trạng của Bầu Sô, Chani và Phi Vũ nha bạn. Cái lý do tại sao mình nói cái giới hạn này á, cái small claim code này á, không có phù hợp với lại chị Jenny, nếu mà chị Jenny muốn thư kiện Phi Vũ á, lý do là vậy các bạn, tại vì hiện nay á, là Phi Vũ đang thiếu nợ chị Jenny trên 19.000 mấy trăm á, 19.400 gì đó, rồi cái số tiền mà mướn cái Starkroom á, những hai cái kho chứa hàng các bạn vẫn còn đang trả bạn, nó nhiều lắm. Đó thì với lại chuyện cái tiền child support nữa, mà tiền child support không biết ai trả nữa, mình cũng không biết. Còn vấn đề mà cái cây bạc Hà núi á, thì chị ta bị nhập viện và tốn tiền rất là nhiều, nhưng mà không biết cái bảo hiểm nó trả bao nhiêu và ảnh hưởng tới sức khỏe của chị ta, và chị ta có thể thư kiện ở vụ này nếu mà hợp pháp. Thì cái cây bạc Hà núi các bạn, mình không biết là cái lịch sử cái lợi ích của cây bạc Hà núi ra làm sao mình dám đi sắc thuốc cho người ta uống, mình đâu phải là người bào chế thuốc men đâu, mình dám lấy cái cây bạc Hà núi đó đưa cho người khác uống, mà lỡ người ta bị cái gì á mình chịu trách nhiệm hết, mình đâu phải là khoa học gia đâu, mình đâu phải là chuyên gia về vấn đề thuốc men, đâu phải là bác sĩ mà dám đưa cho người ta uống, bây giờ người ta đổ bệnh đó, bây giờ nhập viện các bạn. Thì đó là cũng một lý do tại sao chị Jenny Đinh rất là bức xúc về vấn đề Phi Vũ và Hằng Kali. Đó đó là đề tài thứ nhất Chile mới chia sẻ xong. Sau đây Chile phải sau đây Chile qua cái đề tài thứ hai là giữa Hằng Kali và Nhật Uber, ai là người chịu trách nhiệm cái việc mà thiếu nợ của những mạnh thường quân. Các bạn, sau đây Chile tiếp tục cái phần 2 của video bữa nay, đó là cái việc Hằng Kali và anh Nhật Uber trong khoảng một thời gian vừa qua vẫn còn cái chuyện lùm xùm giữa anh Nhật Uber đã bị bêu rếu trên cộng đồng mạng. Tại vì sao? Tại vì Hằng Kali là người giúp đỡ cho anh Nhật Uber kêu gọi tiền từ những người mạnh thường quân giúp đỡ anh ta về vấn đề luật pháp tại Hoa Kỳ, tại vì anh ta có vướng vào một cái việc gọi là về trai gái các bạn, là về việc vợ chồng tình dục gì đó, thì cô vợ của anh Nhật Uber đã thưa thưa anh Nhật Uber là tội hiếp dâm gì đó, trai gái gì đó bạn. Thì sau đó mình không muốn đem ra mình bàn luận nha, mình chỉ nói về vấn đề tiền bạc thôi. Thì cái việc mà anh Nhật Uber được sự giúp đỡ của Hằng Kali trong một thời gian vừa qua cũng khoảng 2 năm các bạn, kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ, quyên tiền và cho mượn tiền nữa, thì hiện nay là anh Nhật Uber không thể nào kiếm được việc làm, và bây giờ anh Nhật Uber có phải là người trách nhiệm để trả những cái tiền thiếu nợ của mạnh thường quân hay không, và ai là người sẽ trả nợ số tiền này. Sau đây Chi Lê sẽ phân tích ra từng phần một. Cách đây 2 năm các bạn, thì giữa Hằng Kali và anh Nhật Uber á, là có gọi điện thoại với nhau, là anh Nhật Uber này cần một số tiền để bào chữa cho cái tội trạng của mình, phải mướn luật sư, mà nghe nói là cái tiền luật sư lên tới 35.000 đô. Thì qua cái sự nói chuyện giữa Hằng Kali và anh Nhật Uber ra sao, thì sau đây Chi Lê sẽ giải thích theo cái bản đồ là logical diagram. Thì đây là Hằng Kali nha bạn, Hằng Kali nè và Nhật Uber. Thì Hằng Kali và Nhật Uber nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian cách đây 2 năm các bạn, thì hai người này nói chuyện với nhau và bắt đầu kêu gọi
trên mạng xã hội. Thì mình bắt đầu ở đây là điểm star nha bạn. Đây là điểm khởi đầu nha các bạn. Thì Hằng Kali và Nhật Uber á, nói chuyện với nhau và bắt đầu đi vay mượn tiền Hằng Mạnh Thường Quân. Thì lúc đó là Hằng Kali đi kêu gọi Hằng Kali nè, HCL nha. Hằng Kali kêu gọi Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân. Tối các bạn. Thì sau đó thì Mạnh Thường Quân trao tiền cho Hằng Kali. Mạnh Thường Quân trao tiền cho Hằng Kali các bạn. Và cái số tiền mà Hằng Kali thu cái số tiền mà Hằng Kali đã thu nhận được từ những Mạnh Thường Quân á, là nghe nói là khoảng 15.000 đô là cho, còn 15.000 đô kia á, là cho mượn. Và anh Nhật Uber cũng vay mượn được 10.000 ở đâu không biết, và đưa cho Hằng Kali 9.000. Thì anh Nhật Uber hiện giờ là đang thiếu nợ khoảng 15.000 từ Hằng Kali mượn được, và 10.000 của Mạnh Thường Quân khác, là tổng cộng là 25.000 mà anh Nhật Uber đang thiếu nợ. Nhưng mà nghe nói là anh Nhật Uber đã trả cho cái trả trước cho một người nào đó mà anh Nhật Uber đã vay mượn, tự anh vay mượn được 10.000 và trả hết rồi, còn khoảng 4-5.000 gì đó. Nhưng mà cái số tiền khoảng 15.000, 16-17.000 đó thì anh Nhật trả ra làm sao? Thì thưa các bạn, khi các bạn mà đi vay mượn tiền mua nhà đó, các bạn không có đủ tiền để trả tiền hàng tháng cho nhà băng á, thì bạn phải nhờ một cái cosigner. Thì sau đây chị Lê sẽ viết cái phần cosigner nha. Cô nè. Cosigner. Cosigner là gì? Cosigner là tức là cosigner đó bạn. Cosigner là cái người mà đứng ra trách trách nhiệm cho mình. Nếu mình không có khả năng trả tiền mortgage hàng tháng á, thì cái người mà ký tên cho thay giùm cho mình là cái thay mặt cho mình, nếu mình trả không nổi thì cái người mà cosigner, người cosigner á, sẽ trả trả hộ cho mình. Khi mà nhà băng khám phá ra là bạn thiếu nợ, nhà băng không có trả trong vòng mấy tháng á, thì nhà băng sẽ tìm cái người mà cosigner đó phải trả, bạn là người trách nhiệm phải trả. Và khi bạn là một người cosigner á, thì các bạn làm gì trước cái giữa người mượn và người cho mượn, thì bạn phải có cái gọi là thứ nhất là written written document. Và thứ hai là signature. Thì khi các bạn có cosigner, nếu mà các bạn mượn tiền từ nhà băng á, các bạn phải có written document đó, là những cái giấy tờ hợp pháp các bạn, và phải có hai người ký tên nha. Trong khi đó là cái vấn đề của anh Nhật Uber lại Hằng Kali và Mạnh Thường Quân á, thì khi mà Hằng Kali đứng ra làm một cái người trung gian, mình sẽ lấy cái tín nhiệm của Hằng Kali á. Thì những người Mạnh Thường Quân mới thấy Hằng Kali là một YouTuber rất là nổi tiếng, có nhiều khán giả xem trên kênh, và cô ta cũng kiếm được rất là nhiều tiền. Cho nên những người Mạnh Thường Quân thấy như vậy, nói ok, bây giờ tôi thấy Hằng Kali là một người tín nhiệm, là một người cosigner, đứng ra để lãnh trách nhiệm cho anh Nhật Uber để mượn tiền. Cho nên bây giờ là Mạnh Thường Quân đổ tiền vô cho anh Nhật Uber mượn. Thì nhưng mà trường hợp này á, thì giữa Hằng Kali với lại Mạnh Thường Quân và Nhật Uber là giữa trong ba người này á, thì họ không có một cái giấy tờ nào để chứng minh á. Tuy nhiên họ có những cái video clip đã nói trên cái mạng xã hội đó,
Thì đây là những cái bằng chứng là Hằng Kelly là một người cô sai lãnh trách nhiệm hết. Nếu mà Nhật Uber không có thể nào trả nổi thì Hằng Kelly là một người lãnh trách nhiệm, có thể bị mất uy tín các bạn. Thì ở đây không có giấy tờ ký tên gì hết trơn, chỉ có qua những hình ảnh của video thôi. Trong khoảng thời gian vừa qua thì cũng có nhiều cái lùm xùm, có chuyện gì, có một cái chuyện xảy ra rất là không có hay đối với Hằng Kelly và anh Nhật Uber. Thì sau khi Hằng Kelly đã nhận được một số tiền của Mạnh Thường Quân ở đây rồi, đây là kêu gọi nha. Đây là kêu gọi nè, Hằng Kelly kêu gọi nè. Kêu gọi khuyên tiền á, kêu gọi tiền. Đó, thì trong khoảng thời gian này á, là Hằng Kelly kêu gọi Mạnh Thường Quân để khuyên tiền các bạn, là có thể cho mượn tiền luôn. Thì sau khi Hằng Kelly đã có tiền rồi, trao lại cho anh Nhật Uber. Đó, đây. Ok, Nhật Uber đã mượn tiền xong. Và ngày 29 tháng 2 á, thì sau cái tòa án cuối cùng á, là anh Nhật Uber đã thoát nạn, tức là cái case của ảnh đã được clear, ảnh không có tội. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó thì mình không biết tại sao cái Hằng Kelly ra một cái video bêu rếu và nói rất là xấu đến Nhật Uber, cũng một cái lý do là gì các bạn. Trước đó thì Nhật Uber cũng chia sẻ cái ý tưởng của anh trên cái YouTube trong một qua một video, và khi mà Hằng Kelly nghe được cái video đó, Hằng Kelly rất là bức xúc và nói rằng là anh Nhật Uber này là một người vô ơn và chửi bới rất là nhiều. Trong cái qua cái video đó mình cũng có xem các bạn. Thì Hằng Kelly nói sao, nói rằng là tôi cảm thấy rất là đau lòng, nó cắn tôi rất là đau, còn hơn là tôi bị em Cường trong thời gian vừa qua và anh Mía, nó đau còn hơn cái trường hợp của em Cường và anh Mía luôn, và cái trường hợp của anh Nhật Uber nè, nó cắn tôi rất là đau. Thì trường hợp này nó cắn tôi rất là đau luôn đó. Sau cái video đó thì trên cộng đồng mạng người ta cũng xôn xao và người ta nói rất là nhiều về vấn đề Hằng Kelly bêu rếu anh Nhật Uber. Đó là cái video cuối cùng mình có xem được cách đây cũng khoảng trên tuần các bạn. Thì để mình tiếp tục mình nói về vấn đề này nha. Thì anh Nhật đã thắng kiện rồi. Thì bây giờ anh Nhật phải tiếp tục đi làm chứ. Giờ để mình nói tiếp ở đây nè. Ở đây nè. Để mình chiếu gần lại các bạn. Anh Nhật Uber là có tiền rồi và thắng kiện. Rồi bây giờ anh Nhật Uber phải đi tìm việc làm các bạn. Anh này phải đi tìm việc làm. Có đây là mình nói đây là job nè. Ok, job á. Thì nếu mà anh Nhật Uber này có việc làm á, yes nè, thì không có vấn đề gì xảy ra các bạn. Có tiền thì trả tiền cho Mạnh Thường Quân. Ok. Và nếu mà no, không có tiền là sao? Nếu mà anh Nhật không có job thì đâu có trả tiền đâu. No payment. No money. Thì khi anh Nhật không có tiền á, tức là không có job, không có việc làm, thì no đây, no money, không có trả tiền cho Mạnh Thường Quân. Điều gì sẽ xảy ra kế tiếp các bạn? Thưa các bạn, điều gì sẽ xảy ra kế tiếp? Nếu nhà Uber đã thắng kiện, bây giờ đi xin việc làm, job nè. Đó, này là nếu nha, if nè.
If nếu mà có việc làm rồi á thì không có chuyện gì xảy ra là chấm dứt việc đó, là mình tiếp tục đi làm trả tiền cho mạnh thường quân. Và nếu no tức là không có việc làm thì trở lên đây nó là no money, không có trả tiền. Thì bây giờ thì cái tuần vừa rồi các bạn, mình nói lại nha, cái tuần vừa rồi cái video mà cái hàng Kali đưa ra đó, post lên YouTube các bạn, thì có rất là nhiều xôn xao của cộng đồng mạng. Hằng Kali bêu rếu anh Nhật Uber, và anh Nhật Uber đi tìm việc làm thì không có các bạn, không có luôn. Đi tìm ba chỗ rồi người ta đều từ chối hết đó, tại vì người ta nói rằng là người ta không có muốn get involved với lại cái chuyện lùm xùm giữa Hằng Kali và anh Nhật Uber. Và trước đó các bạn thì cái việc của em Cường cũng bị Hằng Kali đưa lên cộng đồng mạng đó, thì em Cường cũng gặp vấn đề đi tìm việc làm, và cũng may lắm có một cái chủ, bà chủ người Việt Nam làm bà chủ nhà hàng đó, thì nhận Cường vào đó làm việc cho tới bây giờ luôn. Thì Cường cũng có một thời gian rất là vất vả đi tìm việc làm, cũng vì cái tiếng tăm của Hằng Kali bóc phốt em Cường trên mạng xã hội đó. Thì ở bên Kali thì cộng đồng người Việt rất là đông, cho nên ai cũng biết em Cường á. Thì tình trạng của anh Nhật này cũng vậy thôi, thì anh Cường này cũng ở bên Kali đó. Thì việc Hằng Kali bóc phốt anh Nhật thì trên mạng xã hội bây giờ là ai cũng biết anh Nhật, là cái tình trạng của anh Nhật, cái hoàn cảnh và cái lịch sử của anh Nhật là rất là xấu. Đó là theo cái ý kiến của một số người đã nói với bạn. Thì Chi Lê ở đây chỉ chia sẻ thôi, chỉ phân tích ai là người chịu trách nhiệm cho cái việc trả tiền thiếu nợ của anh Nhật Uber đến cái Mạnh Thường Quân đó. Thì qua một thời gian đó các bạn, thì Hằng Kali nè bóc phốt Nhật Uber bóc phốt Nhật Uber. Thì bây giờ bây giờ Nhật Uber không có việc làm thì sao? Nhật Uber nói rằng ok, tôi không có việc làm, tôi no money, bây giờ tôi báo cáo với lại Mạnh Thường Quân á, nói tôi giờ tôi không có tiền gì á, bây giờ anh nói lại với Hằng Kali đi. Thì cái người, những người Mạnh Thường Quân á nói lại Hằng Kali nè, trả lời á là Hằng Kali, Mạnh Thường Quân phàn nàn với thằng Mạnh Thường Quân, phàn nàn với Hằng Kali, bây giờ nó không trả. Thì Hằng Kali nói rằng là tôi đâu có mượn đâu, tôi đâu có mượn. Nhưng mà thật ra Hằng Kali là người cô sai. Hằng Kali là người cô sai các bạn. Hằng Kali là người nhận cái số tiền từ Mạnh Thường Quân chuyển vào tài khoản vẫn gieo gì đó, rồi hoặc là tiền mặt gì đó các bạn. Và Hằng Kali bắt đầu mới thấy bức xúc cái nói chuyện lại Uber. Và Uber nói bà bêu rớ tôi trên cộng đồng mạng, bây giờ tôi không có việc làm, sao tôi có tiền trả cho Mạnh Thường Quân. Thằng Nhật Uber đâu phải là người đứng ra trực tiếp để mượn tiền đâu bạn. Thì Hằng Kali là người đứng ra trực tiếp, là người trung gian, là nhận tiền và đưa tiền cho Nhật Uber. Bây giờ Hằng Kali đã lỡ đưa ra một cái video đó, bây giờ anh Nhật Uber không có việc làm, ai cũng biết cái Nhật Uber tình trạng gì vậy đó, người ta không muốn mang cái tiếng tăm trên mạng xã hội đó bạn, không mang tiếng tăm, sợ dính vào cái chuyện lùm xùm đó bạn, người ta không thích. Và cái trường hợp của em Cường cũng đã bị trước đó rồi đó. Thì hai bây giờ cái chuyện giữa hai Mạnh Thường Quân Kali, Hằng Kali nè và Nhật Uber đó, cái chuyện đi lòng vòng vậy đó bạn, đi lòng vòng vậy nè. Đó các bạn. Đó, bây giờ anh Nhật Uber nói bây giờ tôi không có job, không có việc làm, và hình như là anh Nhật Uber cũng đang trả cái tiền chai sụp bọt các bạn, lấy tiền đâu ra trả cho những người Mạnh Thường Quân. Nhưng mà có số tiền chỉ có khoảng mười mấy ngàn thôi, cũng không nhiều mấy, khoảng mười mấy ngàn thôi bạn. Thì mình nghĩ rằng là cái thời gian kế tiếp là mình không biết cái anh Nhật Uber này có việc làm hay không, và nếu có việc làm thì anh Nhật Uber này có trách nhiệm trả tiền chai sụp bọt trước, không biết có phải tiền chai sụp bọt hay không, và anh này sẽ trả từ từ. Bây giờ không có
giấy tờ nào chứng nhận rằng là anh này mượn tiền của ai, chỉ có cái sự xác minh vào vào những cái video mà Hằng Kali đã post lên trong cái thời điểm mà anh Nhật Uber muốn sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân và muốn có sự giúp đỡ của Hằng Kali, thì chỉ có những cái video đó thôi mà mình không có nghĩ rằng là cái này đưa ra luật pháp đâu, tại cái số tiền này cũng không lớn như mấy. Họ cũng có thể là đòi hỏi anh Nhật Uber này trả từ từ, mà không biết khoảng bao lâu mới hết các bạn, mười mấy ngàn chắc cũng khoảng vài năm mới hết các bạn. Thì trong cái video này mình chỉ nói rằng là ai là người cô sai, ai là người lãnh trách nhiệm để trả cho cái bill này. Thật ra là nếu mà nói về pháp lý á, thì Hằng Kali là người lãnh trách nhiệm, tại vì Hằng Kali đứng ra bảo lãnh và lãnh cái trách nhiệm và lấy cái tín nhiệm của mình là một người YouTuber nổi tiếng để để nhận cái số tiền của những thành Mạnh Thường Quân mà Hằng Kali đã kêu gọi bạn, thì Hằng Kali là người lãnh trách nhiệm và cái số tiền đó đưa lại cho anh Nhật Uber mà cũng không may là Hằng Kali đưa ra cái video trước đó là làm bêu rếu và làm xấu cho anh Nhật Uber trên mạng cộng đồng mạng xã hội và làm cho anh Nhật không thể nào tìm được cái việc làm, cho nên anh ta cũng có thể lấy cái lý do này để mình đổ trách nhiệm vào Hằng Kali. Đó, anh này bây giờ tôi không có tiền làm sao, bây giờ tôi không có tìm được việc làm giờ tính sao, tôi không biết làm sao á, bây giờ tôi không có việc làm nào nô nè, nếu mà có việc làm thì ok, không có chuyện gì không có xảy ra là chấm dứt ở đây là end nè, có chấm dứt không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà tại vì Hằng Kali bêu rếu anh Nhật Uber, bêu rếu đó anh Nhật Uber là bị cộng đồng mạng chỉ trích gì đó rồi đi xin việc làm không có, nô việc làm nào nô nè, thì nô mến thì không có thể nào trả cho tiền Mạnh Thường Quân nữa. Thì Mạnh Thường Quân này mới mới tức quá, cái nói chuyện với Hằng Kali nói chuyện qua nói chuyện lại vậy nè, đó bây giờ tôi thằng kia nó không có làm được việc làm, Nhật Uber không có tiền học tiền việc làm sao trả tiền, và Hằng Kali cũng chắc có lẽ thời gian kế họ sẽ gây lộn nhau, bạn Hằng Kali sẽ gọi điện cho Nhật Uber và nói qua nói lại anh là người mượn tiền mà, nhưng mà tại sao Hằng Kali lại bêu rếu tôi trên cộng đồng mạng, bây giờ tôi không có việc làm lấy tiền đâu ra trả cho Mạnh Thường Quân đó, nó cứ đi vòng vòng vậy bạn, không có tiền đi vòng vòng nè, cuối cùng là sao, ai lãnh trách nhiệm? Thật ra Hằng Kali sẽ mất tín nhiệm, mình làm YouTube á, mất tín nhiệm thì không có ai giúp mình nữa, không có ai tin mình được nữa các bạn. Thì Hằng Kali là người mất tín nhiệm các bạn, thì tại vì mình là người cô sai, mình đứng ra mình lãnh trách nhiệm và bảo lãnh cho Nhật Uber để mượn tiền, bây giờ anh Nhật Uber không có việc làm, tại vì cái miệng của Hằng Kali nói ra thì trên cộng đồng mạng người ta cũng nói rằng là Hằng Kali khôn 3 năm và dạy một ngày. Khôn khôn 3 năm và dạy một ngày các bạn. Đó. Ok, đó là sự chia sẻ của chị Lê bữa nay, mình nghĩ rằng là cái video của mình rất là dài, thì cái việc nói về vấn đề ai là kẻ vô ơn á, thì chị Lê sẽ chia sẻ cho các bạn vào cái video kế tiếp. Thì bữa nay mình chỉ nói về vấn đề chị Bầu Show Jenny và Phi Vũ, và thứ hai là Hằng Kali và Nhật Uber ai là người lãnh trách nhiệm để trả cho cái tiền thiếu nợ của Mạnh Thường Quân. Ok, đó là video của bữa nay của Chi Lê. Chi Lê xin tạm dừng video này các bạn. Các bạn thấy video này hấp dẫn, thú vị và hữu ích, hãy chia sẻ những nút like ủng hộ cho kênh của Chi Lê. Chi Lê xin chào tạm biệt tất cả các bạn và xin hẹn gặp các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chi Lê TV, bye bye, xin gặp lại.